Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ vớt những cái con ốc to ở trong này, ốc lớn á. Trong này là nó có sẵn đây nè, trong cái ao nuôi của mình. Mình vớt mình lên mình để dành ăn chơi. Đây nó cũng không có nhiều lắm. Mình lựa những con ốc to rồi mình vớt trước. Này chứ không thôi ở đây bìm bịp nó rất là nhiều. Nó vớt nè, dụng cụ vớt là vớt nè. Mềm bẹp nó ăn nó tha lên này cái bắt đầu nó ăn. Này là những con này là mềm bẹp nó ăn nè, ăn rất là hay nha. Còn phải giỏ không, hôm nay mình sẽ lựa những này. Cũng trời nay giờ này là đang 4 giờ mấy chiều rồi, lựa trời cũng đang mới mưa xong còn lâm râm mát mát mình vậy, ốc nó ốc to sẽ nổi lên. Vớt vô cái hồi nó mình gọng luộc ăn chơi, tiện những con bự mình ăn trước. Là tại vì cái ốc bự này là ốc to này nè, nó sẽ nó ở đây lâu lắm mà cũng có đẻ trứng xung quanh ao này nè, cũng đẻ cũng tự đẻ. Nãy mình có vớt trước một con rồi, dụng cụ vớt là cái vợt này, còn vớt bỏ đây. Giờ canh con nào nó nổi lên thì mình cứ vớt thôi. Nãy đi vào vào vòng thấy nó nổi nhiều thì mới tiến hành vớt chơi. Như trẫm vợt lên vợt nó mất tiêu hết trơn rồi. Này con nữa, dính ốc con rất là nhiều, con này cũng to lắm. Ốc con này đúng 2 tháng nhiều lắm, ốc con quá trời. Khá nặng, hồi nó vớt xong cái mình sẽ cân thử coi bao nhiêu con nó vô 1 ký. Ở đây 10 con là ăn là no nê, người ăn được khoảng 10 con này là no nê. Đi kiếm tiếp đi. Nếu là con to là mình vớt, con nhỏ thì mình bỏ lại. Này thêm được một con nữa. Cái vỏ ốc của những cái con ốc trước này, nó rất là bóng, bóng bóng cực kỳ bóng, nặng thịt nó dậy, cảm giác như thịt nó rất là nhiều hôm nay. Mưa xong mát mát mà nó nổi lên quá trời luôn. Và còn trời trời đây một con nữa, 4 con như đây nè, con còn nữa nè, 5 con. Sao có mấy con này đông rồng mình cũng biết, chắc tại nó già quá hay sao mình cũng không rõ luôn. Thấy vỏ nó sứt mẻ rồi nó cũng bị nhăn nheo này nọ lâm hết, nhưng mà nó thịt nó vẫn nhiều nè, thịt nặng nặng lắm. Vớt thử một cái con mấy con ốc trọi, ốc này nở đúng 2 tháng này. Đúng 2 tháng kể như từ ngày đem về là những con ốc trọi này nó lớn như trước. To cả ngón tay út đó.
là những con ốc nở đầu tiên. Cái độ lớn của nó, tốc độ phát triển của nó nhanh, cái vỏ cứng cáp, mình cũng không biết là nó đạt hay không tới đâu. Cứ thả nuôi thì cứ quan sát từ từ, cứ rút kinh nghiệm thôi chứ mình cũng không biết. Đây là những con ốc mà bữa mình mua trứng về, là ốc, những con ốc này là to nhất, được bằng ốc cây Út rồi. Rồi thôi, tiếp tục cuộc hành trình đi vớt ốc. Kiếm đâu nữa này. Này, còn được một con nữa rồi. Này được hai con nữa, thấy hai con nữa rồi. Những con này thì mình đã thịt nó cũng nhiều rồi, cũng lớn rồi, vậy là ăn được rồi, ăn ngon, thịt rất là nhiều, vỏ rất là sáng bóng. Thêm nữa rồi, một con, hai con, con kia bé quá thôi để lại. Như có một cặp nữa kìa, bé quá. Đi đây gặp một cặp mà nó đâu mất tiêu, lặn đâu mất tiêu. Đây thì một con nữa, đây một con nữa. Con nó cũng phân bố đều hết trơn. Ờ, đang quay YouTube. Vớt giùm anh Thiện, vớt ốc đi em quay.
thù ở đây nè. Thôi nha, đang đang quay nha, đừng nói nhiều. chỉ cho vớt nhiều lắm hả, giờ được hơn nửa ký rồi hả. Đây cầm nha. Ghê không, ốc bóng mộng. Rồi quay theo cái vợt em nè. Rồi đi kìa, đi quay dưới đó nha, quay theo vợt á. Ừ, tụi quay ốc chứ đừng quay mặt. Nãy đây thấy mấy con đấy, con gà con bự đây, thấy không? Ê, đi vớt ốc mà nó không thấy, mình thấy. Đừng có nói nhiều. Rồi, rồi. Rồi. Thấy không? Nhìn vô màn hình á. Ừ. Không thấy. Thôi, bỏ xuống, quay dưới hậu. Quá, hai con này bự quá trời bự luôn ha. Ừ, bự quá. Chỗ này chắc nhậu mệt xỉu ạ. Kiếm nữa rồi. Nãy ở đây nhìn thấy nhiều lắm. Tối nổi nhiều mấy ngày. Nổi. Có đâu, nãy mát mát mình á, nó nổi nhiều lắm. À, bởi em thấy vậy mới quay, mới bắt đó chứ. Không bắt bìm bịp ăn hết cũng vậy. Nè, mấy con trợ trậu này, nay nó vậy nè. Ừ, thấy rồi. Ghê. Nhận lớn mau ha. Nha. Đấy. Hình như mình đứng bên này bị chóa gì khó thấy đúng không? Ừ. Rồi được rồi, quay dưới đi. Trời ơi, nhiều đây ăn. Chưa được nửa ký. Giam nhiều đây ký là. Ở dưới. Chơi cho nó ăn bự. Ừ. Rồi. Nãy giờ gần đầy này luôn à. Ừ. Ký. Ký à. Cũng cơm ai mà giờ ấy ta không biết mà trời trời hay quá trời này nhiều. À, đây đâu dọn đâu vậy, cameraman này không có trả lương bằng ốc được à. Ngồi đừng quay mặt. Nếu quay mặt nữa, quay ốc, quay phở thì rồi. Đó, không? Cạp luôn. Dạ không? Đóng ốc nhỏ nhỏ nữa. Ừ. Tìm cá nữa chứ. Quá nhiều rồi, nhóm ăn hết không? Này cái bèo này nó chết á, và cái bèo bự nó chết, giờ cái bèo con nó lên á. Tưởng nó chết luôn rồi mắc công đi vớt bèo mới, về bèo con này nay nó lên nhiều. Bèo này vài bữa nó bích hết trơn. Ủa, ngay có phải áo không mày?
Ừ nó đó, hai con luôn á, mấy con luôn lúc á, đúng không á, trời không. Bảy cái dừa những con ngốc. Quá mập và to. Thu hoạch quá khá rồi. Đây, con nữa hay gì nè. Ừ, nó hay gì á. Bảy cái dừa. Múc ngoài kia kìa. Tại không? U bảy cái lá bèo. Đấy, như này đủ rồi. Vô thấy con nào với con đó nữa hút cút cuối được rồi. Đây, ăn lòi. Vậy chứ nó nhiều lắm. Nó nằm dưới đây nè mà nó không có nổi lên mình đâu có thấy. Ừ. Lúc bình nhiều quá không thấy. Ừ, nó cũng ăn à, nó ăn dưới. Mình coi chừng trúng cái cây này. Biết rồi. Rồi. Tá đi. Bấm nào. Thôi mình kết thúc video đây. Nào. À. Chưa mấy kia kìa nút giữa. Ừ chín thì chín như hạt ký chín trăm gram ký chín, 23 con mà vô 1 ký 1, tổng khoảng 21 con ký dữ đây, ngốc tao vậy mà 21 2 con ký này lớn nhất rồi, cái vậy mà 21 2 con ký rồi dữ luôn rồi chứ, 23 con mà 1 ký 1. Nó cũng đâu có đâu phải quá trội đó, ba ngón tay hay rưỡi ba ngón tay gì. Không phải đập chúa, không phải đập mấy cái gì.